Sau khi đăng quang hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022, Ngọc Châu liên tiếp trở thành chủ đề bàn tán vì ngoại hình khác lạ. Gần đây khi bị chỉ trích mang lại suy sẹo, cô đã rất tổn thương. Vào ngày 3 tháng 4, Hoa hậu Ngọc Châu thu hút sự chú ý khi tham gia podcast của Minh Tú. Nàng hậu sinh năm 1994 lộ diện giữa lúc bị soi gương mặt khác lạ. Tại đây, cô được nhận xét thần sắc tươi tắn, gương mặt hiện tại có phần khá bầu bĩnh. Xuất hiện trong tập này, người đẹp gốc Tây Ninh lên tiếng chia sẻ về những bình luận tiêu cực về bản thân trong suốt thời gian qua. Cô tiết lộ cực kỳ tổn thương, nghi ngờ và chất vấn bản thân vì có bình luận nói phía Ngọc Châu nặng. Mình là con người cũng có ngày vui, ngày buồn. Khi ngày vui mình đọc comment đó không thấy gì hết, thấy bình thường. Con người đầy năng lượng để có thể đầy năng lượng tiêu cực đó ra ngoài. Đối với những ngày mình bị tiêu cực ở bên ngoài, cảm giác cả thế giới đều chống lại mình. Khi về nhà đọc được những comment đó tổn thương chứ, Ngọc Châu cho hay. Người đẹp gốc Tây Ninh cũng cho biết thêm rằng từng suy nghĩ đau đáu về những bình luận bàn tán bản thân trong thời gian qua. Tuy nhiên cô đã lấy gia đình làm động lực cố gắng và vượt qua tất cả. Comment gần đây khiến tôi nghi ngờ bản thân nhiều nhất. Ở trên group sắc đẹp nói là phía Ngọc Châu cũng nặng quá. Khi mà Châu về với tổ chức hậu Hoàn Vũ Việt Nam thì tổ chức bị mất bản quyền. Lúc Châu đi thi hậu Hoàn Vũ Thế Giới thì cũng bị mất bản quyền. Hay là những sự kiện liên quan tới những nhân vật mà tôi từng phỏng vấn. Tôi trong lòng tổn thương cực kỳ, tự đặt câu hỏi cho chính mình. Tôi mất thời gian rất lâu, không tìm được lối thoát, bế tắc kinh khủng. Khi giờ kể lại vẫn thấy ấm ức trong đó. Sau đó quay trở lại mình còn gia đình phải lo, đó là điểm duy nhất. Mình neo lại cảm xúc. Nếu quá chìm sâu trong đó thì không thể thoát ra được, Ngọc Châu nghẹn ngào nói. Trước đó vào ngày 24 tháng 3, hình ảnh Ngọc Châu xuất hiện tại sự kiện với gương mặt khác lạ hơn bình thường được chia sẻ, gây nhiều bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần khiến gương mặt khác biệt hẳn như hiện tại. Tuy nhiên nàng hậu 9X đã lên tiếng khẳng định bản thân không phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi không chỉnh sửa nét trên gương mặt, sau Tết tôi tăng cân nhẹ nên mặt bầu bĩnh hơn. Mọi người đồn tôi tiêm má baby nhưng không phải. Lý giải về gương mặt khác lạ, người đẹp quê Tây Ninh nói thời gian qua bận tập trung cho việc học nên lười tập thể dục. Sắp tới cô chăm tập luyện để trở lại vóc dáng cũ. Nhìn lại quá khứ, Ngọc Châu bị cho rằng vía nặng là do một loạt sự kiện không mong muốn đã xảy ra. Năm 2022, người đẹp đăng quang hậu Hoàn Vũ Việt Nam và được đại diện quê hương dự thi hậu Hoàn Vũ Thế Giới tổ chức tại Mỹ. Sau vài tháng, cô đạt danh hiệu Miss Universe bất ngờ bị giao bán với giá 20 triệu đô la Mỹ. Tiếp đến, sau khi Ngọc Châu thi quốc tế trở về, đơn vị quản lý của cô cũng đã hủy hợp đồng hợp tác với tổ chức này. Đồng thời không được phép cử người đại diện dự thi tại Miss Universe. Ngoài ra nhiều người còn đổ thừa việc Hoa hậu Ý Nhi bị chỉ trích sau buổi phỏng vấn với Ngọc Châu rằng bởi cô nàng có vía nặng nên khiến đàn em gặp xui xẻo. Dù là vậy đi nữa thì đây đều là những điều người đẹp Tây Ninh không thể lường trước và cũng không hề muốn xảy ra. Vậy nên thay vì chỉ trích cô ấy thì hãy nhìn nhận vấn đề một cách khách quan hơn. Ngọc Châu tên đầy đủ Nguyễn Thị Ngọc Châu, sinh năm 1994 tại Tây Ninh. Trước khi giành ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Hoàn Vũ 2022, cô từng chiến thắng nhiều giải thưởng như Hoa hậu siêu quốc gia Việt Nam 2018, Quán quân Việt Nam Next Top Model 2016.